Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai công ty Trung Quốc và một công ty liên kết với Nga liên quan đến việc sản xuất và vận chuyển máy bay không người lái phục vụ cho các hoạt động quân sự tại Ukraine. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, hai công ty Trung Quốc bị trừng phạt bao gồm Siemens Limbeck Aircraft Engine Company, công ty sản xuất động cơ cho máy bay không người lái tầm xa, Gabia của Nga, và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Restlebert Vector Shenzhen có trụ sở tại Trung Quốc, chịu trách nhiệm vận chuyển các lô máy bay không người lái. Vào tháng trước, Reuters đã đưa tin về việc máy bay không người lái mới của Nga đang được chế tạo bằng động cơ và linh kiện của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, đây là lần đầu tiên Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt đối với các thực thể Trung Quốc trực tiếp tham gia phát triển và sản xuất các hệ thống vũ khí hoàn chỉnh thông qua hợp tác với các công ty Nga. Một quan chức cấp cao khác trong chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng chỉ trích hành động của các công ty Trung Quốc đang đi ngược lại hoàn toàn với những tuyên bố trước đó của chính phủ nước này. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, Liu Pengyu nhấn mạnh rằng Trung Quốc cực lực phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ, đồng thời khẳng định nước này đang quản lý việc xuất khẩu các sản phẩm quân sự một cách có trách nhiệm. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết, Mỹ đưa ra những cáo buộc sai lệch về các hoạt động thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Nga, trong khi lại không ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Đây là động thái tiêu chuẩn kép điển hình, cực kỳ đạo đức giả và vô trách nhiệm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Nga với một số nước, đặc biệt là Trung Quốc, đang ngăn chặn nỗ lực của Washington trong việc vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của lực lượng Moscow ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực giảm bớt căng thẳng với Trung Quốc, dù ông vẫn lên tiếng chỉ trích chính phủ nước này vì đã hỗ trợ Nga. Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra tại Nga vào tháng 10 năm nay. Washington đang theo dõi sát sao mọi diễn biến trong mối quan hệ giữa hai quốc gia này, các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết. Đức công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine. Ngày 17 tháng 10, chính phủ Đức đã công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine, bao gồm xe tăng, tên lửa dẫn đường, máy bay không người lái và thiết bị trinh sát UAV. Trong thông cáo chính thức, chính phủ Đức cho biết, lần viện trợ quân sự này sẽ tăng cường nhiều thiết bị quân sự mang tính chiến lược dành cho Ukraine như xe tăng, xe bọc thép, xe dò mìn, hệ thống phòng không Patriot. Nhưng đáng chú ý nhất là việc Berlin bàn giao cho Kiev loạt tên lửa dẫn đường AEM-9L, 4.000 thiết bị bay không người lái, UAV tấn công và hơn 300 UAV chính sát. Tất cả các thiết bị này đều nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, vốn chịu tổn thất nặng nề từ các cuộc không kích từ phía Nga. Cũng trong thông báo, chính phủ Đức cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine với tổng trị giá khoảng 28 tỷ euro. Con số này hiện là 7,1 tỷ euro cho năm 2024. Trước đó, Berlin cũng đã viện trợ cho Kiev vào khoảng hơn 5 tỷ euro trong năm 2023. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz một lần nữa khẳng định sẽ không chuyển giao cho Ukraine hệ thống tên lửa tầm xa Taurus với khả năng tấn công lên tới 500 km. Ông Olaf Scholz nhấn mạnh, Đức phải đảm bảo rằng cuộc xung đột tại Ukraine sẽ không trở thành cuộc chiến giữa NATO và Nga. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho biết, chính phủ đã chính thức cho phép Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 nước này cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự nằm trong lãnh thổ Nga, bao gồm việc đánh chặn tên lửa hoặc tấn công các sân bay và các mục tiêu chiến lược khác. Sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân ở Ukraine sẽ là một sai lầm lớn của phương Tây. Ông Vladimir Rogov, Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề chủ quyền, đồng Chủ tịch Hội đồng Điều phối Hội nhập các khu vực mới của Phòng Công cộng Liên bang Nga cảnh báo. Trước đó, báo Bild đã dẫn lời một quan chức Ukraine làm việc trong lĩnh vực mua sắm vũ khí cho biết nếu phương Tây từ chối chấp nhận Ukraine gia nhập NATO, thì trong vài tuần, nước này có thể thiết kế chế tạo vũ khí hạt nhân để sử dụng chống lại quân đội Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Ukraine không chuẩn bị chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong chuyến thăm hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, ông nói rằng giải pháp thay thế duy nhất cho việc Ukraine gia nhập NATO chỉ có thể là nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nói thêm rằng phía Ukraine vẫn đang lựa chọn liên minh. Sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ hậu Ukraine do chính quyền ông Zelensky kiểm soát gây ra mối nguy hiểm lớn, kể cả đối với các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Xét cho cùng, không ai biết trong câu chuyện một con khỉ cầm trên tay lựu đạn có thể nghĩ gì. Vũ khí hạt nhân cũng tại vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát sẽ là một sai lầm lớn của phương Tây tập thể, có thể khiến cho thế giới rơi vào cuộc xung đột với những hậu quả khó lường. Hiện nay phương Tây vẫn còn cơ hội dừng lại
và bảo toàn thế giới tránh được ngày tận thế hạt nhân, ông Rogov nói với Sputnik. Đồng thời ông Rogov nhấn mạnh rằng nếu không có sự che chở và tham gia trực tiếp của phương Tây, thì chế độ Zelensky không có khả năng nhanh chóng tạo ra vũ khí hạt nhân. Hãng tin Spiegel của Đức đã đưa tin đảng nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử ở các bang miền đông nước Đức có thể bổ sung điều khoản cấm cung cấp vũ khí cho Ukraine vào thảo luận liên minh. Theo ấn phẩm, liên minh có thể được thành lập bởi Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo CDU. Đảng đã giành chiến thắng ở Saxony và chiếm vị trí thứ hai ở Thuringia. Đảng Dân chủ Xã hội Đức SPD và Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Liên minh SSV, người đề xướng chính việc hạn chế cung cấp vũ khí cho Kiev. Bài báo lưu ý rằng lãnh đạo NER Sara tin rằng có thể đạt được hòa bình ở Ukraine và muốn một giải pháp ngoại giao không nên cung cấp vũ khí cho Ukraine và tên lửa mới của Mỹ sẽ không được triển khai trên lãnh thổ Đức. Ấn phẩm nhấn mạnh rằng chính những điểm này mà chính trị gia muốn ghi vào thỏa thuận liên minh cuối cùng ở Saxony, Thuringia và Brandenburg. Tuy nhiên, trong phiên bản gốc của tài liệu, hầu như không đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine. Trước hết đây là lý do tại sao do quan điểm khác nhau về Ukraine, các cuộc đàm phán có thể dẫn đến thất bại. Ngày 17 tháng 10, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết rằng Ukraine có thể tự bảo vệ mình bằng cách trở thành một quốc gia hạt nhân hoặc trở thành thành viên của NATO, đồng thời tuyên bố rằng ông đã đưa ra lập luận tương tự với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phát biểu tại một họp báo sau khi quảng bá kế hoạch chiến thắng của mình trong cuộc xung đột với Nga với các quan chức châu Âu, ông Zelensky cho rằng Ukraine cần vũ khí hạt nhân nếu không được NATO chấp thuận. Quốc gia lớn nào, quốc gia hạt nhân nào phải chịu thiệt hại? Tất cả mọi người, không, chỉ có Ukraine. Ông tuyên bố ám chỉ đến những bên ký kết bản ghi nhớ Budapest năm 1999. Văn bản này không liên quan đến việc Mỹ, Anh và Nga mở rộng các đảm bảo an ninh cho Kiev để đổi lấy việc loại bỏ vũ khí hạt nhân của Liên Xô khỏi Ukraine. Mỹ kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động làm gia tăng nguy cơ xung đột sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tung các tuyến đường nối với Hàn Quốc, vốn được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên triều. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 15 tháng 10 cho biết, "Chúng tôi đang theo dõi tình hình tại Triều Tiên và phối hợp chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc. Chúng tôi tiếp tục thúc giục Triều Tiên giảm căng thẳng và ngừng mọi hành động làm gia tăng nguy cơ xung đột. Chúng tôi khuyến khích Triều Tiên quay lại với đối thoại và ngoại giao." Triều Tiên đã tiến hành các vụ nổ gần đường phân giới quân sự MDL vào thứ Ba sau khi quân đội nước này công bố kế hoạch vào tuần trước nhằm tách biệt hoàn toàn với lãnh thổ Hàn Quốc. Bình luận về tuyên bố gần đây của Triều Tiên về việc máy bay không người lái Hàn Quốc xâm nhập vào Bình Nhưỡng, ông Miller nói, "Về hành động của Triều Tiên, chúng tôi thấy họ đang tiếp tục có những động thái làm gia tăng căng thẳng. Chúng tôi sẽ khuyến khích họ đi theo hướng ngược lại để làm giảm căng thẳng và ngăn chặn mọi nguy cơ gia tăng xung đột." Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh tính cấp thiết về việc ngăn chặn căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Vào ngày 15 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh được yêu cầu bình luận về thông tin Triều Tiên đã phá hủy một phần cơ sở hạ tầng giao thông biên giới Hàn Quốc. Bà Mao cho biết là một nước láng giềng, Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên và mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Người phát ngôn nhấn mạnh, căng thẳng gia tăng không có lợi cho tất cả các bên, nên việc ngăn chặn tình hình leo thang là ưu tiên hàng đầu. Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo. Lập trường của Bắc Kinh về việc thúc đẩy giải quyết các vấn đề trên bán đảo bằng biện pháp chính trị vẫn không thay đổi. Bà Mao nói, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên sẽ phối hợp để đạt được mục tiêu. Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc báo cáo rằng quân đội Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường dẫn đến biên giới với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây bán đảo. Theo Hàn Quốc, các quân nhân Triều Tiên vẫn đang tiếp tục ở biên giới, các hoạt động với thiết bị hạng nặng. Lực lượng Hàn Quốc không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nhưng đã tiến hành bắn trả về phía biên giới. Triều Tiên cho nổ tung phần phía bắc của con đường nối với Hàn Quốc sau khi Chủ tịch Kim Jong-un chủ trì cuộc họp an ninh hiếm thấy. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, vào khoảng giữa trưa, phần phía bắc của con đường phân định giữa hai nước đã bị nổ tung. Quân đội Hàn Quốc cho biết đang tăng cường giám sát và sẵn sàng ứng phó. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang kể từ khi Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul đưa máy bay không người lái xâm phạm vùng trời thủ đô và giải truyền đơn. Triều Tiên gọi đây là hành động khiêu khích chính trị và quân sự, có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Trước đó vào ngày 14 tháng 10, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp với các quan chức quốc phòng và an ninh để bàn cách ứng phó với hành động khiêu khích nghiêm trọng của đối thủ.
vi phạm quyền của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, hãng thông tấn nhà nước KCNA đã đưa tin. Ngày 17 tháng 10 theo giờ Washington DC, Lầu Năm Góc đã bác bỏ việc các lực lượng nước này liên quan trực tiếp tới chiến dịch Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar ở dải Gaza. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, tướng Pat Ryder nói, đó là chiến dịch quân sự của Israel. Các lực lượng Mỹ không liên quan trực tiếp tới hoạt động đó. Mỹ có một lượng nhỏ đặc nhiệm nắm vai trò cố vấn cho phía Israel về các nỗ lực giải cứu con tin. Trong đó, đặc nhiệm Mỹ làm việc cùng với các đối tác Israel nhằm truy lùng và xác định nơi trú ẩn của Sinwar và nhiều lãnh đạo Hamas khác, những người đang giam giữ các con tin từ tháng 10 năm ngoái. Theo tờ The Hill, những tuyên bố trên của tướng Pat Ryder được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng ông đã ra lệnh trực tiếp cho các đặc nhiệm và nhân sự tình báo giúp Israel săn lùng Sinwar và các lãnh đạo Hamas khác. Trang web của Nhà Trắng dẫn lời ông Biden nói, với sự giúp đỡ từ tình báo Mỹ, lực lượng phòng vệ Israel IDF không ngừng truy đuổi các thủ lĩnh Hamas, xua họ chạy khỏi nơi trú ẩn. Hiếm khi có một chiến dịch quân sự nào như thế này. Trước đó, thông cáo chung từ IDF và cơ quan tình báo Shin Bet của Israel tuyên bố đã hạ sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar trong một hoạt động quân sự gần đây ở dải Gaza. Tuy nhiên, Hamas cho hay tới nay chưa bình luận về những thông tin xoay quanh thủ lĩnh Sinwar. Truyền thông Syria cáo buộc không quân Israel rạng sáng ngày 17 tháng 10 đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào thành phố cảng Latakia của nước này. Cụ thể, hãng thông tấn Sana cho biết vụ không kích nhằm vào Latakia xảy ra lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 17 tháng 10 theo giờ Syria và đã đánh trúng lối vào hướng đông nam của thành phố này. Dù hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều mục tiêu thù địch trên bầu trời Latakia, nhưng một số tài sản cá nhân trong khu vực vẫn bị hư hại. Cho tới nay, không quân Israel chưa đưa ra phản hồi về những cáo buộc được truyền thông Syria công bố. Theo tờ Jerusalem Post Israel, ngày 17 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi vừa khởi động chuyến công du khu vực lịch sử nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia Ả Rập, một động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và những bất ổn địa chính trị hiện tại. Jerusalem Post lưu ý việc ông Araghchi thực hiện chuyến công du này không chỉ thể hiện nỗ lực của Iran trong việc khẳng định vị thế của mình trong khu vực mà còn cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Tehran và Tel Aviv trong hoạt động ngoại giao. Ngoại trưởng Israel chưa từng thực hiện bất kỳ chuyến công du khu vực nào như vậy hoặc không thể mở rộng hoạt động kể từ tháng 10 năm ngoái. Chuyến đi của Ngoại trưởng Araghchi có các điểm dừng chân tại Jordani, Ai Cập, Liban, Syria, Ả Rập Xê Út, Qatar, Iraq và Oman. Đây là một chuỗi chuyến công du chưa từng có trong lịch sử gần đây của Ngoại trưởng Iran, đặc biệt khi so sánh với sự im lặng ngoại giao của người đồng cấp Israel kể từ thời điểm cuộc xung đột tại Gaza bùng phát. Chuyến thăm của nhà ngoại giao hàng đầu Iran mang một mục tiêu rõ ràng, gia tăng sự ủng hộ đối với Iran trong bối cảnh căng thẳng xung quanh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas và Israel Hezbollah. Theo hãng thông tấn Iran IRNA, chuyến công du của ông Araghchi nhằm tăng cường nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn hành động tấn công của Israel đối với Gaza và Liban. Trên cơ sở đó, Ngoại trưởng Araghchi đã có cuộc gặp với vua Abdullah đệ nhị của Jordani và Bộ trưởng Ngoại giao Jordani Ayman Safadi, những người thường chỉ trích Israel. Có thể nói ông Araghchi đã bắt tay ngay vào công việc để thay thế cố Bộ trưởng Ngoại giao Iran, người đã tử nạn trong một vụ tai nạn trực thăng hồi tháng 5 vừa qua. Ông Araghchi đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao tích cực của Iran nhằm tạo dựng quan hệ tốt hơn với các quốc gia láng giềng khi đến thăm Liban, Syria, Ả Rập Xê Út, Qatar, Iraq và Oman trong vài tuần qua. Ngoài ra, theo Jerusalem Post, Iran đã và đang sử dụng chuyến công du này để cô lập Israel liên quan đến xung đột ở Gaza và Liban. Chuyến đi của Ngoại trưởng Araghchi rất quan trọng vì ông không chỉ đến thăm những quốc gia có lịch sử gần gũi với Iran hoặc những nơi mà Iran có lợi ích, chẳng hạn như Liban hay Iraq, mà ông còn tiếp cận những quốc gia có hòa bình với Israel và gần gũi với phương Tây, chẳng hạn như Jordani và Ai Cập. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!